chim. Lần ông trai ra công viên tới ngày nhìn chim. Chim cây ba. Chim rồi nó có nào đâu săn đó. Có con nào đâu. Ừ. Chứ ở đây có con nào đâu. Ừ. Sao lại nhìn chim? Ừ. Trên cây bậy nó bậy dữ trời. Em nói nhìn chim cây nói gì trời. Ừ. Ủa đầu óc gì vậy? Sâu bọ. Kìa dữ kìa. Đầu óc sâu bọ. Mi suy nghĩ mấy cái đầu lao. Gầu, gầu nó có lỗ chứng hồng hết trơn. Nhìn mặt tướng 1996 luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thành Nhã Vlog nha mọi người. Mình là Nhã. Sau lưng mình là Danh nè mọi người. Sang thì đang cầm máy quay. Có một Hoàng sau lưng nữa. Đó. Thì hôm nay nói chung là anh em mình ra ngoài trời quay mọi người. Lỏng ngoài trời. Quay trong nhà hoài chán quá. Thì hôm nay anh em mình sẽ có một cái trò chơi. Mình mới xem được trên TikTok mọi người. Rất là hay luôn. Bây giờ nói là chơi vậy thôi chứ chắc là cho nó mọi người nói hẳn là vậy đi. Thì mình điện mình toàn với dẹo rồi. Nó chưa có lợi nhà tem. Mấy mình chạy ra đây trước rồi điện nó ra đây hẳn ra đây luôn khỏi ghế nhà tem làm gì. Cho nên bữa nay mình ba anh em siêu nhân, bốn anh em siêu nhân mình sẽ hợp tác cho anh hai anh em yêu quái nó nha mọi người. Này nó hứa là không có chờ mày tao nha. Hứa chạy ở đây rồi, con chó gì nó chạy. Má hứa mà không có ấy nha. Ừ, đã cầm máy quay đứng ở đây rồi anh còn hỏi là làm anh gì nữa được. Chắc là được ok. Thì bây giờ nói chung là mình rủ lại chơi mọi người nhưng mà mình chắc là mình cho anh. Cái màn cho anh sơ sơ nói chung là bây giờ thử chứ. Ờ đi quên kéo qua tiền nãy giờ kìa. Không có chuyện gì nữa. Bây giờ thử trước. Bây giờ anh chưa biết màn cho luôn đúng không? Chưa, mày câu cái gì đó mà kêu tao ra đây tao biết đâu. Là đây em chỉ. Nói chung hốt nạn là vui rồi mọi người. Hay cần lắm. Chi phải suy nghĩ. Nói chung là cái màn cho này hay lắm mọi người. Cái thằng quỷ này cái đầu nó thiệt tối ngày nó nhà rồi giết nó suy nghĩ ba cái trò. Suy nghĩ nhiều quá. Tóc bạc chết chưa. Cái trò má chơi trò chó đẻ lắm. Chửi kìa. Bởi tóc bạc nhiều quá rồi. Ngồi xuống. Không mà bữa nay thoát nạn là được rồi mọi người. Miễn sao. Nói cho mọi người hiểu. Này nói chung là hốc nạn được rồi, ngồi xuống. Mày muốn chơi Nhã làm đi cho hiểu. Ngồi ghế đi. Trời ơi, ông nội chút chó. Đây đây đây. Ngồi xuống hai tay cũng được. Để hai tay vậy nè. Là mày rủ cái bật cốc cho mày đạp nó thấy phải không? Không để ra ngoài, ngoài từ ngoài sau ra ngoài trước. Xem. Đúng rồi. Được chưa? Rồi. Bây giờ em ẩm anh ôm lên cái cây này nha. Ừ. Rồi leo hay gì? Kiến cắn, kiến cắn, kiến cắn. Kiến lớn hay gì? Kiến nẻ. Để sao? Dạ 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 dạ. Ôm vô. Ôm chắc chưa? Chưa có ôm được. Ôm chắc vô. Đây. Rồi. Ôi 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 ôi. Gặp xuống đi. Rồi xong xuống. Xuống đi. Cu cu. Gãy rồi. Dạ. Anh ấy chịu đéo không biết. Sao nãy mày nó nói không có chơi tôi rồi mà. Nãy mày hóc chưa đẩy con cào á. Để cào nãy buông ra sao mà. Tao biết rồi, tao biết rồi. Buông ra rạp cậu. Thôi chơi tao cái gì. Ví dụ. Mẹ đau. Ví dụ thôi. Ví dụ thôi à. Chơi chuyện ngu gì anh đi chạy. Ví dụ chơi tụi nó vậy đó. Nhưng mà mình sẽ để tụi nó cao hơn là tụi nó không dám buông giống anh. Mình để tụi nó cao hơn. Má buồn té mặt hở luôn. Đây này có kiếm vàng. Đây, đây có kiếm vàng nè. Kiếm vàng này. Để chơi này nè, chơi này có kiếm vàng nè. Kiếm vàng này cắt đầu. Ngổ luôn kìa. Kiếm vàng buông cứ chó. Má đau lắm nhả ơi, không đừng hiểu không? Tội nghiệp tụi nó. Tội nghiệp gì? Là mình lên thử cho tao thử cho. Em ôm không nổi. Em tự em buông. Bự quá không nói. Má chơi chưa dạy mẹ nó chữ chết á. Cho anh phải chửi chứ trời, cho anh không chửi cho anh chị. Tướng tao lực vừa gì mà chịu không nổi đó. Ừ, tướng lực ghê. Lực ghê. Lực ghê. Sao muốn. Cái bụng nhìn như là cốc chữa ấy. Thôi mọi người, nói chung là giờ mình chỉ cần đợi tụi nó lại rồi thực hiện cái màn cho này thôi nha mọi người. Cái gì vậy ông nội? Cái gì vậy người ta giọng vô mặt à. Ủa chạy con ơi, ba. Lỡ sau lưng sao? Lỡ mét gãy lại quýnh sao ba? Chạy. Ừ, chạy. Ok, thì nói chung là màn cho sơ sơ là vậy đó mọi người. Hồi mình bắt hàng nó, giục cây rồi coi. Mình phải, ơi hồi phải làm cho giống thiệt nha, phải dụ hay nó nha. Ừ, có tiền không, có tiền á. Ừ, phải đưa tiền ra, dù mình dán tờ tiền cao cao lên kia luôn. Ê, tao biết bài đi rồi, một hồi là không có kêu tao mà làm trước cho tụi nó coi nha, mà bỏ tao chảnh lên đó. Ông điên. Làm hư á. Thề mà, nói cái gì đó mà không tin tưởng đồng đội với anh trai. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Là mấy đứa đắng trên xích đù đó. Lại chơi nó đi. Còn dư một ghế hòn nít không à. Không chơi đâu. Ok, bây giờ anh em mình chỉ cần đợi thằng Toàn với thằng Dẹo lại thôi nha mọi người. Cười. Đẹp không? Cái mép gậu khúc quá. Gậu hoài.
Nhìn cưới nhà dở. Tao là lớn, tao nhất trong đây nên thằng đừng có mất dạy, tao nhất là mày á. Ờ đúng rồi, mình cũng dễ đáp thắc mắc cho mọi người luôn là tại sao mình kêu danh bằng anh mà kêu tàu bằng mày, bằng Hằng. Tại vì lúc trước mọi người, lúc mình còn nhỏ xíu luôn á, vô Lội Lăng á, mình gặp danh rồi, xong rồi mình kêu bằng anh, kêu cái quen miệng của mọi người, giờ mà kêu bằng mày nè. Thấy không? Thấy không? Là chữ. Mình cũng còn vậy. Tàu thì lúc trước nó vô rồi, lúc đó mình cũng lớn rồi, nói chung là mình thấy chưa biết tuổi nó, mọi người cứ xưng mày tao với nhau hoài, cái quen miệng. Nói chung quen miệng á. Quen miệng dân mọi người. Ok thì bây giờ anh em mình sẽ diệt đại nó với lại dẹo lại, rồi anh em mình thực hiện màn cho mọi người xem nha. Người tụi bay đang hiểu được chơi chưa? Vậy đơn giản thôi, hai bay chỉ cần là gọi hai bay đu 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 lên tới trên cái mức mà tao định á, là ngồi hả bác, ngồi cao quá, cao quá nào lắm, tầm 2m à, cao quá, cao quá nguy hiểm, cao quá nguy hiểm chứ. Ừ thôi 1m rưỡi thôi, mình rưỡi ít đâu, càng ít càng tốt, 1m thôi ha, nó nguy hiểm xã hội lắm. Ờ bây giờ cứ đu lên tới 1m nó chụp từ đâu, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, ok đu đã không đu, hê đu gì nào quá chứ, hê đu gì nào quá chứ, đu sao đu cái cây mà không ui nè, còn leo kìa dễ quá, phải đu mới lấy tiền, đúng rồi leo bình thường quá dễ rồi. Ok bây giờ sẽ bắt đầu cho Phan tháo đồng hồ đi, có đeo gì không, tháo ra đi. Anh Phan hả chơi, anh Phan chơi sang hai nãy chơi trước. Ừ tao vừa tưới như này. Ừ hai nãy chơi trước, hai nãy cao cao bằng nhau nè. Ừ tháo đồ đó đi, chưa? Rồi, dưới đi thở vào luôn vậy. Còn lao. Đây thở đây. Dưới sau dưới cỡ quần ra. Còn lao. Rồi đưa hai tên đầu đi. Gì vậy? Chia chia quá. Ok giờ bắt đầu cái trò chơi ngày hôm nay nha mọi người. Tôi sắm gì ở bên sân bay á. Cái đầu gà hả? Ừ. Cái tên riêng. Thôi vô chơi nè. Ê, thôi chịu quá. Cái này không có lửa nè, cái này đây. Cái bự ra. Cái này không có lửa. Cái này nè, bự cái vuông vuông nhất chưa nè. Cái này hai cái này đi, hai cái này đi. Hai cái này nè. Dạ. Kiến. Kiến lắm á. Quan quan tập trung máy quay nhiều hơn đi quan. Ra lượt chơi cho mày mà. Cái bự leo lên xuống chứ động không? À tao đợi mày ở đây. Chỉ cần leo lên tới cái mắt đó rồi mà. Tao cố đi kiến không à. Kiến chuyện không à. Kiến nhà ông nội. Cái này kiến nhiều quá. Sao kiến nhiều quá ta? Kiến chuyện không à. Vậy là cây này không có kiến à. Cái này không có kiến. Anh cầm cái đó rồi. Cái này có kiến không? Không. Cái này cũng không có kiến luôn. Cổ kiến nha, cổ kiến. Có hai con à. Ồ, cái này cũng có kiến nè ông nội. Ủa, nó bu kìa. Kiến nè. Kiến quá trời luôn. Kiến không vậy ta? Nè, cái nó lại nó rồi, lại nó rồi. Ngu có kiến thì tụi bay mới có cái động lực để leo rẹ đó. Lỡ nó rẹ nó khùng quá. Đang quay clip mày nói chuyện bậy bạ với mày. Tao chưa chuốt lên nữa sẽ cắn tao nè. Nãy tao đứng đâu nào cắn. Mọi người để mình kiếm cái cây này không có kiến rồi bắt đầu trò chơi nha mọi người. Ok mọi người thì mình đã tìm được hai cái cây không có kiến rồi nha mọi người. Sẵn tiện sau lưng có khán giả luôn nè. Đó. Cho cái động lực cho hai cái làm rồi đưa ba quay hoài vậy. Vậy bộ quay trời. Vậy bộ quay mày ngắm hay gì? Có đâu. Thôi vậy chơi đi. Dài vòng quá. Gì vậy? Lên lên. Hai mày ngồi xuống. Dẹo ngồi bên đó. Tao với dẹo đua xong rồi tới thằng nào vô chung kết lại tao với giờ là thế này. Đúng rồi. Thằng đó chung kết là được triệu còn giờ là thằng mộng sẽ thắng. Bên sau mình giờ chẳng sao một trong hai tao thắng. Vậy? Cái tiền gì? Có người hỗ trợ. Ok. Đi đâu khơi khơi tự nhiên tao cho chơi tụi bay chơi tốn tiền. Hai mấy con này cũng vậy mày cũng. Thôi tao cũng chơi nữa. Tao kêu ông Khánh lại chơi tao. Thôi bỏ ơi. Mày gần ở đây nè bạn. Quay chiếc xa dữ thằng đó. Mày sao thấy được hai cây? Mướn tầm mon về chơi mày. Mon nè. Thôi. Bây giờ mày mạnh qua thằng dẻo đi, thằng này nó nhẹ hơn. Rồi, bây giờ mày mạnh qua thằng dẻo, thằng nhẹ là nhẹ hơn. Vậy vậy sao? Bây giờ thằng bay ngồi xuống, họp hai tay lên đây. Làm đây, làm đi. Đây. Mẹ đi tới người ta, nó trời chuyển mưa rồi. Rồi. Rồi bây giờ bắt đầu rồi. Ẩm nó đưa lên cây cho nó leo. Rồi quay ra đây nè, quay ra đây nè cho sát. Cái đây nè, cái đây ngầu nè. Quay đây ngầu, đúng rồi, quay vòng qua đây ngầu. Rồi. Không tới đó nha. Cái gì? Trời. Rồi, hồi xuống, cái tờ chợ không tới. Nhìn tiếp không vậy? Trời, 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 trời. Một chút hả buôn nha, một chút buôn đập đầu vô đây đó nha. Rồi. Rồi, nói chung là tao hỏi sẵn sàng chưa, sẵn sàng rồi, tao mới buôn, bắt đầu leo. Ok. Điệu sang, điệu tiếp tao. Rồi, lấy khiên tiếp. Nguyên ổ luôn nè. Kiên nghị không sao? Mày sao tới giờ mày không ẩm lẹ đi. Chết luôn đi. Một. Chết. Ôi, không có gì qua tiếp, tôi đang nảy nặng. Lấy đây, ông kiến đồ tao. Mày kia lên đây, tôi tiếp. Được chưa? Trước đây lên, tàu trước đây. Rồi, xong đúng không? Xong tập trung thiên tao đi rồi hả? Tập trung thiên này lên trước đây, đúng rồi. Điểm giờ đúng không? Rồi xong rồi, 1, 2, 3 đó, mày ngồi. Sẵn bị chứ đi. Rồi, lên, đỡ lại nha. 1, 2, 3, lên.
chụp vô, chụp vô. Rồi kéo ngồi xuống đi. Đỡ nó đi. Rồi mày ôm lấy đi. Rồi leo lên nha. Tao 1 2 3 mày hãy leo nha. Không được leo trước thằng Giang. Áo vô chân Giang nha. Rồi buông ra đi. Anh Sang chịu lại đi, anh Sang chịu lại đi. Đau quá. Lên luôn. Rồi. Rồi. Được chưa? Bạn chưa thấy hay nó bằng chưa? Đó, bạn đó. Bằng đó. Bằng chưa? Chơi chơi chơi. Rồi Sang, thằng nó sẽ lên miếng đi. Nó sẽ lên miếng đi. Rồi được chưa? Được chưa? Chắc vô. Sang đã đỡ siêu vô miếng đạp đích qua đầu đích. Ờ, ok. Đi thôi. Đợi, chỉ cần hang bay dùng được đích. Hắc 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 là nó lên rồi, hiểu không? Rồi nào. 2, 3, 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 hát lên, hát lên đi. Hát không có được, nát là không có được. Hát chứ không có nát bài rồi. Hát lên được. Rồi hát lên. Hát lên, cậu mà nào. Hát lên. Chịu lại cái xe rồi, đang buông hát lên. Hát mạnh lên coi. Hát mạnh lên. Chịu lại cái người ta hát mạnh lên. Để buông nó lỏng tay rồi nè, nè cái tay buông tay. Hát mạnh lên. Con tay cái nè. Thằng này hát mạnh lên coi. Hát lên miếng nữa. Mỗi thử kêu con tay cái nó sụp xuống rồi nè. Hát mạnh lên, hát mạnh lên. Để tao sửa lại. Rồi rồi, để cho nó sửa đi. Đây. Để nó sửa lại. Đó bạn kia. Trong cái rồi. Hát lên, hát lên. Cho đếm lại đi nha. Rồi đếm lại đi, đếm lại đi. Rồi, đếm lại. Rồi, đếm lại nha. Mày sửa lại nó giỏng le rồi nè. Được chưa? Sửa lại đi. Bấy ơi, thằng nó ăn gian kìa. Cô luôn rồi. Cao lên, cao lên. Cô luôn rồi. Cao lên. Rồi, vĩnh chắc chưa? Chưa. Mình này nó hấp tủ vậy, cái tay cao lên hấp nè. Má lặng dưới chạy. Rồi, chưa? Rồi nha. Rồi, giờ hai bay đếm lại nha. Rồi, vô, giờ nắc lên lại nè. Rồi, lại, lại. Hát. Hát chứ mày nắc. Hát. 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 Rồi, 1, 2, 3, lên. Lên. Chỉ cần lên tới cái bước này là mày thắng nè. Rồi, lên đây. Lên đây. Lên đây. Tụi nó hát lên chạy. Hát mạnh lên. Không được rồi, bay ơi, bay. À, nó tuột, nó không lên. Hát lên đi. Hát lên không được, hát lên không được. Cho tao xuống đi, cho tao xuống đâu á. Tự xuống đi. Tự xuống, tự xuống đi. Tự xuống. Tự xuống. Tự xuống. Tự xuống. Đỡ xuống. Tự xuống. Tự xuống. Chết rồi. Tự xuống đi. Không có xuống được. Tự xuống. Nhột, đừng quên, đừng quấy. Đâu, 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 xuống. Đừng, đừng, đừng. Không. Bim, bim. À. Để xuống đi. Đỡ tôi chồng đi. Đỡ luôn coi, đừng có đỡ. Đừng đừng đỡ. Đầu bây giờ té chết đó. Tao chọc lát mày, mày có ý kiến gì không? Đừng, đừng té đi. Tao chọc lát mày có ý kiến gì không? Không, không, không có thì xuống đi chơi, tự xuống đó. Xuống đi. Mày xuống ai chịu mày đâu. Xuống đi, xuống đi. Đừng có chọc nữa, không bao vậy, bắt chú bao vậy, chú đỡ con xuống. Nó đem con lên đây hả? Đem con lên đây, nó không cho con kìa. Nó âm trầm. Tao mát bao vậy. Chạy luôn ấy, đừng có chọc nó, chạy ra tay rồi. Xuống đi. À, không xuống được. Thôi xuống đi, mặt rồi chết rồi. Chạy vô vậy, tao mấy chú vô vậy. Tao lo cho mày đó. Ôi cái tay tao nó xúc luôn ra luôn. Tao chạy rồi. Tao tao lo cho mày tao. Ôi đừng có lo. Xuống đi. Đừng có lo nữa. Mặt mày đỏ chét rồi kìa, mày xuống đi. Tao xuống. Tao xuống được nè. Xuống đi, mỏi lắm đầu té. Đâu đâu đâu. Xuống đi chạy. Xuống đi ba. Không được thì bỏ cuộc xuống đi. Bỏ cuộc, bỏ cuộc. Bỏ cuộc, coi bỏ cuộc danh, bỏ cuộc danh. Xuống đi, xuống đi. Xuống. Bỏ cuộc rồi. Nãy rồi đâu đâu đâu. Bỏ cuộc rồi. Nó bỏ cuộc rồi. Đâu đâu đâu. Sờ xuống đi, xuống đi. Bắt ngửa bây giờ. Bắt ngửa lên danh. Ba này ba trò chuyện cho quả vậy. Đã người ta nói hết nổi mà chọc hoài vậy. Dạ dạ dạ. Má nghĩ tay rồi, nghĩ tay rồi. Dạ. Chưa xíu đi chè. Dạ dạ. Sao vậy? Sao vậy? Mày đưa nó xuống không được. Vậy? Mày đưa nó xuống không được, má chạy tay luôn nè. Sao không rồi? Đâu. Vâng. Nó đi. Mày chơi người ta mày vui lắm mà. Vui đâu chơi đâu đâu. Mày chơi người ta mày vui lắm mà. Sao chơi mày mày không? Xuống lại đây, lại xuống. Thôi này còn kiên trì dưới tao. Đó. Thôi mày xuống đi, tao nói thiệt. Cho tao 250 đi. Vậy cho tao 250 đi. Thôi mày xuống cho mày 5 xị luôn. 5 xị. Ừ nó tới. Không xuống được, đừng có đánh nữa. Đau đít, đau đít nó tuột bây giờ rồi đó. Mày mày nữa. Đừng có chơi, đừng ấy nữa. Đau đít đau. Đau. Tôi rồi. Rồi xuống rồi đúng không? Vậy xong rồi chơi thôi. Cái gì vậy? Hồi nãy tôi né ghê không? Nè cặp chậu đó đi đâu. Kệ ê ê ẩu rồi đó ba. Chơi trò chơi ngu quá vậy. Chơi.
vỡ hết tay hết nổi luôn. Vỡ tay hết nổi luôn. Ngu khô luôn á. Ngu không? Ê, chơi xong chạy à. Ê, ê, tao cầm máy quay, tao cầm máy quay, tao bắt tử. Máy quay tao bắt tử, tao bắt tử. Mày cầm giật máy quay ở đây gì vậy? Gì vậy? Quay xe bay ra ra bay. Chơi trò chơi con khỉ. Biết nè, ai chơi đâu chơi không? Nè, nhín tay nè. Bay không? Cứa này nè, xe chạy gì kìa. Thấy không? Bay đậu quá. Mà bây giờ kiếm cách bắt cứa lại đi rồi đưa cái cây lại. Đấy, tao bắt hả bồn. Lắm, người giá nó phải không phải đậu luôn. Cứa. Ừ, đúng rồi, tao cũng phải đậu. Này, nào, anh đưa nó ra đây. Mày xuống, ngồi xuống. Đi chơi, ngồi xuống. Em có biết gì đâu. Ngồi xuống. Ấy à. Ngã. Ngồi xuống nè. Xong rồi nào nó chỉ chân chạy. Ngồi xuống, đưa tay vô. Ngoài nó đó. Đưa tay qua. Tay qua. Nó. Rồi, tay qua. Rồi, gì vậy? Rồi, đặt vô. Rồi, bỏ ra mày. Rồi, bỏ ra. Bỏ ra. Đừng. Mày bị đau hả? Mày biết cái cảm giác đau không? Lớn mày đầy đầy đầu. Kìa kìa. Thấy không? Anh nói cho mày nghe vậy mày cứ. Ha, còn chịu đâu? Gì? Một chèo. Danh nó dữ. Danh dữ. Anh nói cho mày nghe thiệt, mày không tin anh, mặt anh uy tín gì mà không tin anh. Sao chó, sao chó. Thiệt không? Thiệt. Ngu quá mà bay. Tao đó, mặt tao uy tín gì mà mày nói tao chơi. Yêu tiền đây. Thằng danh dữ. Mày nói tiền chơi. Chơi này danh tạo ra. Mặt tao uy tín gì không nào tin tao chân chạy. Má nghĩ sao lên chảnh nghĩ sao cho xuống sao xuống được. Ủa mặt uy tín gì không tin. Chảnh nó dính nó ngắt nó chảnh luôn rồi sao mà xưa mày lên. Thì bởi vậy. Tao biết rồi biết gì cũng kêu chơi đúng. Má đúng ngu luôn á. Uy tín lắm thiệt danh á. Thì áo đứng dính thẳng luôn rồi trời. Sao vậy? Lời này cái anh nghĩ mệt cái anh vừa mà. Anh mệt quá. Chơi xong chị. Ê! Không có, tao lên đây tao chơi à. Mày dính máy, cầm máy quay cho nó rồi. Tao lên đây chơi, tao làm gì không? Dạ. Dạ. Mày với ai? Thôi. Mày với ai nữa? Một triệu đâu? Một triệu đâu? Không, ngồi xuống. Đưa 1 triệu đi. Tao bóp nó, lấy tiền nó. 500 thôi. Trời. 500 thôi. Gì cấp giật trời. Còn 21 mày đặt chơi 1 triệu. Ừ. Mẹ. Không có tiền nữa bỏ nha. Mày đặt chơi 1 triệu. Chơi ngu mà cố à, đưa 105.000 đi. Trời tao không tiền đâu. Tiền mày không kiểu gì hết. Kìa chạy sống dưới cười kìa. Thấy buồn mặt không? Lúc chơi cười dữ lắm. Ừ. Là cái hằng mà học thích người ta nhiều nhất. Má chơi xong chạy rồi. Đừng ngủ chơi gì cho tiền luôn. Má lấy hết tiền. Trả nó 20.000 còn đủ xăng. Má lấy tiền cứ lại. Đưa tiền ơi. Bóp đây nè. Dạ. Hú chị phá luôn cho. Ờ hút chị phá rồi. Còn tao nhiêu tiền. Ủa con có mấy chục. Má trời. 90.000 rồi trời. Lấy con gái. Tôi ơi, đủ xăng. Mình lấy gì tặng xe. Giờ này chiều rồi. Trả 6 ngày rồi mua 2 trứng vịt cho ăn đi. 6 ngàn rồi ai bán 2 trứng cho mày. Chơi chi em chơi với tự nhiên lấy hết tiền rồi. Chi cho chơi lấy 200 em luôn mà. 400 lận. 400 lận, 2 tờ 200. Mày không có tiền xài đó trả đi nha. Chịu đi chơi chịu đi. Mày trả tiền cho nó đi. Vậy đó. Trả tiền cho nó đi. À, chơi lấy tiền cho mày. Mày đi đây. Chưa có đủ 100 triệu đó. Thấy quá. Lớp thương mẹ lắm thì ngu lắm mới mới mệt cái gì. Má ăn cũng 1.000 luôn. Còn tao tiền đâu vậy đi. Đi đổi kiếm nhanh. Miệng xuống cái ngu. Má trời. Má chơi này chấn lột. Chơi ngu với trời. Đó là hậu quả của mày đó. Nãy tao lấy tao 201 với lên dành 90 300 luôn rồi. Hên quá bóp không có tiền có tiền lấy luôn. Có tiền không mày? Không. Mẹ nhé. Không tin kiểm tra nè. Trời cái đục má vậy cứ mày đặt xài bóp nữa. Chục mẹ đi.
ngu chịu thôi. Dạ vậy mới bị mất tiền á. Ngu thiệt cái. Ok, nói chung cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha mọi người. Coi như là cho hai nó bồi thường tổn thất đi mọi người. Chạy tay chưa? Ừ. Nát giật lét cái chữ. Má này đã đưa lên chảnh rồi, không chịu hỏi luôn. Má cắn chịu chứng dai. Má không chơi cũng kinh nghiệm bỏ bóp nhà. Rồi bỏ bóp nhà đi quay thiệt á. Rồi. Rồi chào tạm biệt mọi người nha, bye bye. Tiền đâu mà. Tiền.